8 điều bạn nên biết phòng mất tiền. 1. Không có công việc nào mà chỉ ngồi ở nhà xe mấy cái linh mà có vài trăm ngàn một ngày. Dễ vậy ai cũng giàu rồi. Nếu thấy công ty nào tuyển kiểu đó thì lên mạng tìm hiểu thật kỹ. 2. Không có công an, viện kiểm sát, tòa án nào gọi trực tiếp cho người dân để làm việc hết. Cần thì họ gửi giấy mời có mộc đỏ cơ quan về tận địa chỉ nhà rồi mới tính tiếp. 3. Không có anh Tây nào làm phi công. Người đẹp ngời ngời mà cảm thấy cô đơn xong đi yêu mình rồi chưa gặp mặt mà gửi về cả thùng quà cho mình, bắt mình phải đóng tiền phí nhập hàng. 4. Không có kiến thức tài chính, không học hành ngành đó thì đừng có đi đầu tư online đảm bảo sinh lời. Nếu chắc chắn lời nó chơi rồi, kêu mình làm gì? 5. Không có nhà mạng, ngân hàng nào gọi cho khách để đòi cước, báo khóa sim, báo nợ. Nên ra trực tiếp ngoài điểm giao dịch luôn và không đưa số bảo mật cho ai hết. 6. Không có chuyện con cháu đi học ở trường bị bệnh, tai nạn rồi yêu cầu chuyển khoản gấp. Có việc thì nhà trường lo trước, gọi phụ huynh lên tận nơi. 7. Không có khóa học làm giàu nào mà học xong giàu liền. Cũng không có hội thảo khoa học, thần dược chữa bệnh, đồ điện tử gia dụng giá rẻ gì đâu, cẩn thận vẫn hơn. 8. Không có chuyện gái đẹp, trai đẹp ở nước ngoài làm nghề tài chính xong vô mấy cái ứng dụng tìm bạn bè rồi thả thính vài câu xong dù đầu tư hết nói chung trên đời phải cực khổ mới làm ra tiền không có chuyện gì mà dễ kiếm tiền hết tỉnh đi đừng mơ nữa